Ấn Độ tuyên bố sẽ tiếp tục mua dầu thô từ Nga bất chấp các lệnh cấm vận và việc châu Âu áp trần giá mặt hàng này. Đây được cho là yếu tố có thể làm suy giảm tính hiệu quả của các lệnh trừng phạt mà Mỹ và EU áp dụng với Nga. Bộ Dầu mỏ Ấn Độ cho biết, chính phủ nước này sẽ tiếp tục nhập khẩu năng lượng cần thiết cho nền kinh tế nước này. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng cho biết các lệnh trừng phạt và việc áp dụng trần giá đối với dầu mỏ do Nga xuất khẩu không có hiệu lực đối với Ấn Độ, đồng thời khẳng định New Delhi không có chủ đích sử dụng các dịch vụ vận tải hàng hải và bảo hiểm hàng hóa của châu Âu. Giới chuyên môn đánh giá, quyết định của Ấn Độ sẽ có tác động trực tiếp đến chủ trương cô lập kinh tế Nga của EU. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng do tác động của lệnh trừng phạt, chỉ có một lượng nhỏ các tàu chở dầu có thể vận chuyển dầu của Nga ra thị trường tiêu thụ. Vừa qua, EU đã nhất trí áp dụng mức giá trần 60 đô la Mỹ một thùng đối với mặt hàng dầu thô nhập khẩu từ Nga. Đáp trả là nghị quyết của EU, Nga khẳng định sẽ dừng việc xuất khẩu dầu đến bất cứ quốc gia nào áp trần giá. Hiện tại, Ấn Độ và Trung Quốc đều mua dầu thô từ Nga với mức giá chiết khấu ở mức 33,28 đô la Mỹ, thấp hơn nhiều so với mức giá thị trường. Nợ công tại Mỹ đã vượt quá mức được Quốc hội nước này cho phép và vượt qua con số kỷ lục vào đầu tháng 10. Tổng dư nợ công của nước Mỹ đã cán mốc là 31,41 ngàn tỷ đô la trong hôm 30 tháng 10 vừa qua. Nợ công được sử dụng trong chi tiêu đầu tư cơ sở hạ tầng, đảm bảo hệ thống an sinh, phúc lợi xã hội. Trước tình hình này, thì Quốc hội Mỹ sẽ phải thông qua nghị quyết nâng trần về hạn mức nợ công của nước Mỹ để đảm bảo chính phủ không rơi vào tình huống là vỡ nợ. Song nhiều người cho rằng việc phê chuẩn dự thảo này sẽ gặp phải nhiều trở ngại khi Đảng Cộng Hòa đang nắm đa số tại Hạ viện.